Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này thì em có một cái mặt hoa lan chia sẻ các bác thông tin về cái giống lan này các bác nhé. Cây đang nở tại vườn của em, đang nở rất là rực rỡ này, và có một số bông thì đã tàn và một số cây thì vẫn đang có nụ hoa các bác nhé. Đây chính là cây hoàng thảo Nghệ Tâm, một trong những giống lan hoàng thảo mà có thân bé nhỏ, kiểu dạng là thân thảo rất là bé các bác ạ. Hoàng thảo Nghệ Tâm này thì theo em được biết thì nó phân bố chủ yếu ở khu vực phía Bắc thôi. Trong Nam thì em chưa chưa thấy có ai bán mấy, hoặc là em chưa chưa rõ cái vùng phân bố của nó. Nhưng mà em trong trong cái tầm hiểu biết của em thì em nhớ là cây này nó ở vùng Đông Bắc là nhiều. Tây Bắc cũng có, Sơn La rất nhiều. Nhưng mà cái vùng Tây Bắc thì cái thân của nó không to bằng cái vùng Đông Bắc các bác ạ. Vùng Lạng Sơn, Cao Bằng hay là Bắc Cạn đấy. À, những cái nơi có rất nhiều hoàng thảo Nghệ Tâm đấy, kể cả Tuyên Quang, Hà Giang đấy. Nói chung là cái lan này nó phân bố nhiều các bác ạ. Đấy. Hoàng thảo Nghệ Tâm này thì thuộc chi lan hoàng thảo các bác nhé. Tên khoa học của nó là Dendrobium Lodigizi. Lodigizi này. Cái tên thì em sẽ để ở phía bên trái góc dưới. Đấy, cái tên Latin của nó là Dendrobium Lodigiri. Còn Việt Nam mình hay gọi là hoàng thảo Nghệ Tâm. Đấy. Nghệ chắc là cái màu vàng bên trong cái cánh môi của nó các bác ạ. Đấy. Cái Nghệ Tâm này thì em đã thuần được 1 năm rồi các bác ạ. 1 năm rồi. Cái giống này nó rất là dễ sống, dễ thuần các bác nhé. Em ghép lên cái bảng dớn này, này. Ghép thì không không có cầu kỳ gì đâu, cứ thế đặt nó lên thôi. Và nó lên ra rất là nhiều mầm, đẻ rất là nhiều cái mầm gốc nhé. Đẻ rất là nhiều cái ki này, này, những cái thân ở trên giả hành này, này. Nó mọc nhân giống rất nhiều. Đấy, đặc trưng của cái giống lan này là nó đẻ nhiều lắm. Mầm gốc cũng nhiều mà ki trên thân cũng nhiều các bác nhé. Đấy. Cái giống lan này rất là dễ trồng, hoàng thảo Nghệ Tâm. Cái này thì trong Nam ngoài Bắc đều trồng được, không kén khí hậu. Và hoa của hoàng thảo Nghệ Tâm thì nó ra hoa vào thời điểm là từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch các bác nhé. Hiện tại thời điểm này là thời điểm mà cuối tháng 4 rồi. Có một số nơi ra sớm, có một số nơi thì sẽ ra muộn hơn, tùy vào khí hậu thời tiết của từng năm và từng vùng miền các bác ạ, chế độ chăm sóc nữa. Nó ra hoa ở rừng sẽ là chuẩn hơn so với những cái mà mình đã thuần ở vườn. Này. Có thể dinh dưỡng mình tốt hoặc là mình dùng các biện pháp kỹ thuật, phân bón hay là thuốc gì đấy là nó sẽ ra hoa, nó sẽ vào thời điểm khác nhau nha các bác nhé. Đấy. Cái hoàng thảo Nghệ Tâm này này. Cái bông hoa Nghệ Tâm này thì khá là thơm các bác nhé. Đấy. Khá là thơm. Tùy từng vùng miền hay là tùy từng giống đấy. Cái nguồn gen của nó ấy, thì cái cánh của hoa nó sẽ đậm hơn so với những cái cánh này. Cánh này thì em thấy là nó chưa đậm lắm. Có những cây nó sẽ màu hồng đậm đỏ cơ đấy. Còn cánh môi của nó thì màu vàng rồi này, màu vàng bên trong rồi đấy. Cái bông hoa Nghệ Tâm so với cây là rất là to các bác nhé. Đấy. Nó có thể gần to bằng cái bông hạc vĩ các bác ạ. Đấy. Và rất là sai hoa, dễ cho hoa, sai hoa đấy. Như một cái tràng hoa này nó rơi vào khoảng 3 cm đấy. 3 cm các bác ạ. Đấy. Em kéo lại gần cho các bác xem đấy, 3 cm này. Cái này nó khỏe lắm. Gần như là không bị thối vào mùa mưa đâu. Đấy. Mỗi cánh hoa nó rất là bầu các bác nhá. Đấy, hai cánh bên, hai cánh trên rất là bầu này. Khoảng gần 2 cm đấy, chiều rộng khoảng 1 cm đấy. Hai cánh tràng bên dưới này. Thì nó dẹp hơn một chút, không bầu như hai cánh bên. Hai cánh tràng và cái cánh trên này thì nó dẹt hơn một chút các bác ạ. Đấy. Chiều dài vẫn như thế nhưng chiều rộng thì chưa đến 1 cm. Còn cái cánh môi này này thì màu vàng cam là chủ đạo các bác nhé. Màu vàng, ngả màu vàng cam. Và phần rìa môi này là có cái lông màu trắng. Đấy. Hoa ra thì từ những đỉnh sinh trưởng của giả hành. Đấy.
mỗi một giả hành ở mỗi một mắt ngủ ấy, đỉnh sinh trưởng đấy, thì nó sẽ ra được một bông hoa các bác nhé. Đấy. Hiện tại em để ý thì nó chỉ ra được một bông hoa thôi. Đấy. Tuy nhiên là những cái thân già này nó có rất là nhiều mắt ngủ này, nó có thể ra mầm. Đây này, như cây này này, nó vừa ra mầm này, nó vừa ra hoa nhé các bác nhé. Đấy, hoa. Một thân này nó có thể ra được khoảng chục bông gì đấy, chục bông gì đấy. Mà kết hợp với nhiều thân thì nó sẽ rất là rực rỡ các bạn ạ. Những cái giò nghệ tâm thuần lâu năm từ 5-7 năm gì đấy thì nó luôn luôn mọc nhiều, mọc xõa xuống luôn này. Mình không cần cắt ki đi nhé, ki nó vẫn tiếp tục phát triển và nó gần như là một cái dòng rễ gió vậy. Có nghĩa là nó không cần giá thể bám nhiều vậy. Cứ rễ nó cứ mọc vươn ra rồi mình tưới nước là nó vẫn hấp thụ được dinh dưỡng và nước. Và nó tiếp tục đẻ tiếp, nó kéo dài xuống phía dưới các bác ạ. Đấy, thành những cái chùm lớn, một cái chùm lớn như kiểu là rơm dạ đấy. Nhân giống cái này rất là nhanh và dễ trồng đấy. Tại sao một cái bông hoa nó rất là đẹp như này mà mọi người lại bảo là khó trồng thì em cũng chưa hiểu lắm. Tại vì gần như là em rất ít chăm sóc đấy. Chỉ có tưới nước thôi, không có phân đâu, nên nó chỉ được ra hoa được như thế này thôi đấy. Như thế này là cũng mãn nguyện rồi. Xong một năm từ những cái nhánh cây mà cũng vứt vạ vật thôi, xong đó mới đem ra trồng này thì được cây như thế này các bác ạ. Đây, hoàng thảo nghệ tâm. Rất là nhiều. Một kích thước chiều dài của một thân nó rơi vào khoảng 20 cm, trung bình 20 cm nhé. Một giả hành đấy, như thế này. 20 cm. Tuy nhiên thì có những cái giả hành rất là lớn. Nó dài đến khoảng 30 đến 40 cm các bác ạ. Nếu mà trồng thật sự là lực. Ví dụ như cái giả hành này. Lá nó còn chưa rụng hết thì nó vẫn ra hoa này các bác này đấy. Tốc độ đẻ khỏe, nhân giống tốt cả. Những năm trước đây thì ở những khu rừng khu vực Đông Bắc ấy, đặc biệt là Tuyên Quang, em đi thực địa thì rất là nhiều cái lan này, cực nhiều luôn. Tuy nhiên là trong khoảng 7 năm trở lại đây thì gần như là hiếm dần và hết, không còn trên rừng nữa. Bởi vì bên Trung Quốc họ thu mua rất là nhiều, chắc là họ làm thuốc hay họ là làm cái gì đấy. Nó cũng có một số cây phong lan làm dược liệu mà các bác. Khả năng là họ làm thuốc nên họ thu mua rất nhiều, mua theo kg. Em nhớ em đi trên rừng mà leo lên đến giáp đỉnh núi đá rồi, dẫm vào là dẫm vào cái hoàng thảo nghệ tâm này luôn, nó mọc như rơm rác luôn. Bây giờ lên thì không thấy một cây nào luôn cả, gần như là bị khai thác rất là nhiều rồi. Trước đi là cứ một mảng một mảng, một khu vực là gần như giáp đỉnh núi thôi cả. Hàng trăm mét vuông rồi bám chi chít đá mấy cây, bây giờ thì khá hiếm. Tuy nhiên cái cây này nếu mà mình nhân giống đấy, mình di thực nó về rừng ấy, thì nó lại phát triển rất là ok các bác ạ. Tại vì cái loại này nó dễ sống lắm, cứ vứt nó, cố định nó ở một cái địa hình nó thuận lợi, có gió, có ánh sáng vừa phải đấy, là nó sẽ phát triển. Bắt đầu nó đẻ ra những cái ki, rồi là ra hoa đậu quả, rồi là phát tán hạt phấn. Trong khoảng tầm khoảng 5 năm thôi thì khu vực đấy thì cây này nó sẽ hồi sinh lại đấy. Cái vấn đề đấy nó không khó, nhưng mà cái vấn đề là mình di thực nó về rừng rồi thì nếu mà không bí mật thì nó sẽ bị khai thác mất. Đến khi nào ra lan thì nhà nào cũng có, rẻ đến mức cho nhau cơ, thì mình di thực về rừng thì quá là ok luôn. Nhưng mà cái chuyện đấy là cái chuyện gần như là rất là khó này. Như các bác xem này, rất là đẹp này. Cái hoàng thảo nghệ tâm này, một cái giống phong lan này, vừa dễ trồng, hoa đẹp, hoa thơm, rất đáng để sưu tầm các bác ạ. Đây. Đấy thì trong video lần này thì em giới thiệu cho các bác cái mặt hoa của cái lan hoàng thảo nghệ tâm các bác nhé. Cái giống lan này. Các bác thấy video cung cấp những thông tin ích thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em, giúp em có động lực làm những video tiếp theo với nội dung được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.